cái này đi biếu chứ là trong tiếng Hải này đi biếu bánh tét chú tiếng đàng hoàng ông tiếng anh chứ. Đi biếu bánh tét nha. Dạ thôi hả, bánh chân nha. Đó thôi hả, cái này hả? Ờ để em quay ra Elizabeth. Ờ cây mai đẹp quá chà, ăn tết lớn quá ta. Bánh chân nè, bánh ít nè, bánh bao nè, bánh tét nè, rồi trái cây nữa nè, vừa đủ xài đó. Wow, tết lớn quá, sao không thấy mình gì hết trơn. Cái cây đâu anh? Cái cây đâu? Lấy cây ra cho em đi. Bánh tét không à, tới lấy nóng của em trước. Ừ. Chậu mai mới làm hồi sáng đó. Bà nội với mẹ làm đó. Đẹp quá ta. Giờ đi biếu bánh hết trơn bánh rồi, đâu còn nữa quay. Phải quay lấy lại bánh. Đó, đẹp chưa? Chưa quay mình gì hết trơn. Em mới cần gì quay đó, rồi. Đẹp lắm. Đẹp lắm á. Rồi, cho vô bịch cái đi. No, chưa được, đến thêm nữa. Con nào phải làm đó. Mẹ mà nội sáng ra làm đó. Quay con dễ thương ba. Ơi con dễ thương ba. 1 2